sử dụng hoa, quả, rễ của thực vật vào thuốc. Vì có ưu thế điều trị bệnh lý nam giới, hiệu quả nhanh chóng không hại cơ thể, bổ thận cường tráng hơn, nhận được vô số giải thưởng, và dành trong và ngoài nước, nhận được sự hoan nghênh của đại đa số nam giới. Vâng ạ, rất nhiều người đã gặp phải những triệu chứng như vậy, nhưng mà họ lại không biết về thận lực. Xin được mời chuyên gia sẽ chia sẻ về khái niệm thận lực là gì để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn ạ. Thận lực định nghĩa đầu tiên là gì? Thận, vậy thận lực là gì? Thận lực có thể ví như ga ở trong chiếc bật lửa. Ga bên trong chiếc bật lửa, cụ thể là như thế nào? Ga bên trong chiếc bật lửa, khi đầy thì lửa sẽ mạnh, khi ga ít đi thì lửa sẽ nhỏ lại. Cứ mỗi lần sử dụng thì sẽ giảm đi một ít. Vậy thận lực ở cơ thể cũng được chia ra thành bẩm sinh và phát triển. Thận lực bẩm sinh được ví như cha mẹ thân hình cao thì con cái cũng sẽ cao. Cha mẹ khỏe mạnh, con cái cũng khỏe mạnh. Đây là thừa kế, là di truyền tinh thần bên bẩm sinh. Vậy khi thận lực dần yếu đi sẽ là thận hư, yếu nữa sẽ là thận yếu và cuối cùng là suy thận. Triệu chứng thận lực không đủ là gì? Đối với tóc á, thì tóc vàng, rụng tóc. Về phần đầu á, thì mất ngủ hay quên, giảm trí nhớ. Tai mắt là ù tai qua mắt. Đối với xương thì đau lưng mỏi gối. Còn riêng đối với cơ quan sinh dục thì không tham muốn. Chức năng tình dục giảm, mềm yếu, thời gian ngắn. Và tiểu tiện thì là tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu không hết và tiểu nhiều. Chúng ta thường nói cơ thể khỏe mạnh hay không, ý nhìn vào tóc. Tại sao nhìn tóc lại có thể quyết định được cơ thể có mạnh hay không? Vì tóc được sản sinh từ khí huyết. Còn huyết từ đâu mà có? Thần lực đủ, khí huyết sẽ mạnh. Rụng tóc chứng tỏ là bạn đã thiếu máu. Cả thiếu máu chứng tỏ là thần lực của bạn không đủ. Vâng ạ, à, như vậy thì việc mà tóc bị bạc sớm hay là bị rụng nhiều thì có phải nguyên nhân là do thần lực suy yếu dẫn đến không ạ? Đương nhiên, rất nhiều nam giới khi mà tóc bạc, có người bạc thì từ hai bên, có người thì từ trên tóc. Khi mới bắt đầu thì chỉ xuất hiện vài sợi thôi. Và sau đó lao lực nè, áp lực công việc nè, nỗi lo cuộc sống, tóc bạc ngày càng nhiều. Chúng ta thường nói tóc bạc sau một đêm, không phải tóc bạc thật mà chỉ qua một đêm đã